Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm hai món đồ chơi chủ đề về Tết. Đó là món đồ chơi táo bướm và pháo xoay. Các bạn cùng xem mình làm nhé. Đầu tiên mình sẽ lấy một thìa than hoa mà mình đã xay vụn từ trước. Tiếp theo mình sẽ lấy thêm một thìa KCLO3. Sau đó mình sẽ trộn lẫn chúng với nhau. Và mình lấy thêm một tờ giấy màu chiều rộng khoảng 5 phân, còn chiều dài hết khổ giấy. Các bạn có thể lấy giấy trắng cũng được. Tiếp theo lấy đầu to của chiếc đũa làm khuôn, chúng ta cuốn tờ giấy lại. Khi cuốn xong, mình dùng keo 502 cố định các mép lại. Tiếp theo mình sẽ lấy một mảnh giấy bé cuốn lại và bịt một đầu vào. Mình có thể dùng giấy vệ sinh bịt cho nhanh cũng được. Sau đó cố định lại bằng keo. Đầu còn lại mình sẽ đổ đầy thuốc vào. Và lấy đầu đũa vừa chúng ta làm khuôn, đóng vào để cho thuốc bên trong lén lại thật chắc. Khi thuốc đã lén xuống, tiếp tục ta lại cho thuốc vào. Mình dùng cách này cho thuốc vào sẽ nhanh hơn. Và tiếp tục đóng đến khi nào đầy thuốc ở trong thì thôi. Mình lại tiếp tục lấy một mẩu giấy mà mình đã cuốn sẵn, bịt lốt đầu còn lại vào. Và mình cố định lại bằng keo. Mình lại dùng cuộn giấy ni lông bọc thức ăn để làm dây chạy chậm. Mình sẽ rải đều thuốc sang hai bên. Xong mình gấp hai đầu và cuộn lại. Khi cuộn xong mình kéo cho dây nhỏ vào, mình sẽ kéo thật từ từ để cho dây không bị đứt. Và mình đã được những sợi dây như trên. Để làm ngòi, cách đầu pháo khoảng 5 ly, mình sẽ lấy mũi kéo nhọn khoan một lỗ vào. Xong mình cắt một đoạn ngòi pháo và nhét vào chiếc lỗ đó. Xong mình dính nó lại. Tiếp theo mình sẽ lấy một tấm bìa cứng từ vỏ một hộp kẹo. Sau đó mình sẽ đưa thân pháo vào đo chiều rộng từ mép ngòi pháo đến hết thân pháo. Còn chiều dài mình lấy khoảng 8 phân. Xong mình cắt hai đầu trang trí cho chiếc cánh. Tiếp theo mình sẽ gập đôi chiếc cánh lại và cắt một đường dọc ở giữa thân. Xong mình sẽ nhét thân pháo vào chiếc lỗ đó. Còn phần ngòi pháo mình sẽ cho trách 45 độ hướng xuống mặt đất. Xong chỉnh cho pháo cân lại và cố định lại bằng keo. Mình sẽ cắt vào 4 góc ở gần thân pháo, cắt sâu vào khoảng 5 ly. Hướng cánh sát ngòi pháo mình sẽ uốn nó lên. Và tiếp theo hướng cánh đối diện thì mình lại uốn nó xuống. Và phần cánh dưới đối diện mình lại uốn lên. Phần cánh còn lại ta tiếp tục uốn xuống. Và mình đã hoàn thành xong một quả pháo bướm biết bay. Nhìn nó thật là tuyệt vời phải không các bạn? Giờ mình sẽ làm một quả pháo xoay ở dưới đất. Nó cũng tương tự như quả pháo bướm vừa xong. Nhưng lần này mình sẽ không để chiếc ngòi nghiêng mà sẽ để nó hướng song song với chiếc cánh. Và chiếc cánh mình cũng để nguyên như vậy. Và mình đã hoàn thành xong những quả pháo bướm và pháo xoay. Giờ mình sẽ mang nó đi đốt. Mình sẽ đốt thử quả pháo xoay trước xem sao. Nhìn nó thật là thích mắt các bạn ạ. Lát nữa mình sẽ đốt vào buổi tối cho các bạn xem. Tiếp theo mình sẽ đốt quả pháo bướm biết bay cho các bạn xem.
Nhìn nó bay rất là khỏe mạnh. Đốt nó vào buổi tối nhìn càng thú vị và đã mắt phải không các bạn? Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ. Đừng quên cho mình một lời bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.